Xin chào cả nhà nhá. Chào cả nhà. Hôm nay mình lại vừa đi sưu tầm được một cái tràng lợn ngon lắm, đẳng cấp lắm. Hôm nay thịt con lợn này mình lấy được cái bộ tràng này, gọi mình phát có ngay 1 cân 7 cả nhà. Tràng to, ngon, đẹp. Mình mới đầu bếp Hải, phải gọi đầu bếp Hải đến ngay. Cái tràng lợn luộc uống rượu cho nó chơi cho nó vui, chia sẻ cả nhà là món tràng lợn như thế nhá. Bây giờ bắt tay mình vào làm. Nước chấm rau cỏ chuẩn bị trước, cái tràng lợn luộc thì nhanh thôi, hay như thế. Hello, xin chào cả nhà yêu nhá. Hôm nay sưu tầm cái tràng ngon quá là phải đến luôn. Đấy. Đi sơ chế rồi. Đi sơ chế rửa đi xong là mày ấy. Đấy. Ừ. Mày ấy xong là tao đi tao làm nước chấm. Đấy. Chịu rồi. Cân 7 đấy. Hơn cân này ăn là đã mồm rồi, cái này phải em sao mãi chưa thấy ra nhỉ? Tắm giặt gì lâu đấy. Khua. Bóc xong có cái tật cái tiết nào không? Đấy, nó bảo sạch sẽ rồi. Đấy, cho gừng vào luộc cả nhà. Bật ga cháu. Bật ga rồi đi. Bật ga bình. Đấy. Cho gừng vào luộc nhé cả nhà nhé. Không cho xả, cho nguyên gừng nữa. Ấy, nổi nữa. Này ăn thì sướng lắm, tí pha nước biển này, pha bắt nước chấm thần thánh. Để chân vào này cả nhà, còn cái rau sống được ăn kèm này. Làm cây rau sống ăn kèm cho nó có tí rau đấy cả nhà. Đấy, đầu với Hải nó chuẩn bị sẵn rồi, mình sẽ đi còn là nước chấm. Rồi, nước chấm hôm nay mình sẽ cho thêm một ít rau thơm, rau mùi nha. Răng cưa mình vừa lên trên nhà mình cấu của nhà mình này. Đấy. Không phải bẩn. Đây là cái rau mùi, mình lấy một ít cái rau mùi nữa. Đấy cả nhà. Mình thái nhỏ, mình sẽ cho ba nước chấm nhá. Đấy, đầu kêu Hải thái luôn, tiện thể thái nhỏ. Xong rồi cho ném ba nước chấm ra. Uầy. Rắc hạt tiêu rồi à? Cho tiêu. Ừ, đấy, tinh hết nhà Hải được cái món này tinh hết. Xay nữa, xay hạt tiêu vào. Thơm. Thơm ngon lắm cả nhà. Pha nhạt ra tí nước xìa xúc uống. Ném tất vào cho. Rồi, đấy. Ba nước chấm hôm nay cái thơm kiểu ăn hôm nay ăn pha kiểu đời mới này, thấy nhiều nơi người ta hay cho cái thái cái rau này vào này. Thôi cứ để này hay khóa lên luôn. Khóa lên. Khóa luôn à. Đấy, tí nó dìm cái miếng tràng vào đây là cả nhà. Chua cay nhẹ nhàng, độ mặn thì vừa phải này, nên không lấy cả xìa húp xúc ăn luôn. Cả nhà đã xong, đầu bếp Hải nó đã luộc xong, có chưa? Bộ trầu tràng này mới đẳng cấp đấy nhá, không cần trắng đẹp nha cả nhà nhá. Ui dồi, khổ to lắm cả nhà ơi, lặng theo gãy đũa đấy. Còn lại dán thêm mấy cái lạp xưởng của bác Phở cho nữa. Hải đưa xem nào, nhà bác Phở bác làm lạp xưởng này đấy, gác bếp này. Hôm nay bác cho mấy cái thế này, hôm nay là có cả đầu với Hùng đang vào rồi, đầu với Hùng nên là tan ca vào ngay rồi. Cho cứ để đây cho nóng thì tí nữa ăn lên thái. Thế là có bạn Hiền ngồi nhậu nhẹt chơi rồi. Chào cả nhà, được một tay nữa rồi. Đấy, chàng với lại nạp xưởng. Chàng đang luộc xong rồi, chờ chú với lại chú Hùng đến nữa. Chú Hùng chú đang... đang vào rồi, 15 phút rồi có mặt, nhanh lắm. Nóng quá đấy. Đấy. Nóng hổi, rán nóng hổi luôn đấy nhá. Thái bắt chéo ra cực mỏng, càng chéo càng tốt. Tầm miếng đầu tiên ăn đã. Thái mỏng mỏng tí nhá. Nạp xưởng của bác Phở làm, vợ bác làm giỏi lắm. Quá. Nóng à? Thái bình tĩnh, còn nấu, Hùng nó đang vào rồi. Ngon nhỉ, đấy hai khéo tay phết nhỉ. Nạp xưởng của bà chị dâu mình làm đấy, ngon lắm, đúng vị Tây Bắc luôn. Hạt dổi mắc khén hun, bác hun trong thùng phi rất nhanh. Bao nhiêu người đặt hàng mua nhưng không bác không bán, hoặc làm chỉ để ăn gia đình ăn. Làm cái này mệt lắm, tại mình làm thủ công để ăn chứ không phải làm kiểu kia. Đấy. Vừa mới rời khỏi nhà máy xong công ty xong đã đừng có tắm tao vào mày tắm nó vào đây chỉ có rửa bát. Chàng gần 2 cân nữa không ạ? Đấy là mới có một vế. Đấy, từ nay thì Hải Hùng người ta đang bảo ăn mình không thể nuốt nổi, nó thôi phải để một chờ một vài tiếng một mình tao ăn thì hết làm sao được. Đấy cả nhà, rất ngon nha, đã xong rồi nha. Nhá. Đặc sệt. Đấy. Ăn ngon lắm, đấy. Úi giời, nóng hổi vừa thổi vừa ăn nhé. Cả nhà, hai dùm.
Cái này hơi to. Thần thánh nhỉ? Nước chấm thần thánh kia à? Lên kia, xem xuống không, kia xem nào. Đấy. Tét phát xem. Đấy này, hôm nay là ăn ngồi đầu hè rồi. Nóng quá, ai vừa thái vừa nóng quá. Nóng hổi vừa thổi quá. Nóng. Ăn vậy này. Ôi, cả nhà đã xong. Nghĩa trang to khổng lồ. Cho mời cái chú đã khởi động món nước chấm có đầy đủ, nước chấm đầy đủ. Mời cả nhà thưởng thức món tràng lợn chống như rồi chó, kẹo rồi chó. Đấy. Dìm đấy, dìm thật sâu ngập vào, có lá rốt rau thơm này, có các kiểu đấy. Ui giời. Như rau muống luộc. Ngon như ngọn rau muống luộc à? Giòn như ngọn rau muống. Đấy, ăn cái hàng này cả nhà này. Nó tươi sống này. Đấy, dù xấu dù đẹp, ăn nó mới là ngon, nó giòn, nó chất lượng, ăn nó ngọt. Lấy cái xìa mà dìm dưới xúc cả nước vào. Đấy. Tầm này đi làm về còn được món này mới rồi. Bố đi tầm này đi làm về đã ăn đúng là nhất. Ăn ngon. Thì việc nhà người ta, công việc nhà người ta. Cháu chả biết thứ ngày tháng nào. Ngày thứ 6 là ngày đẹp đấy. À, mùng 6 là thứ mấy nhỉ? Mùng 6 là thứ 7 nhỉ? Mai ăn lợn pha rừng đấy mới đẳng cấp, chủ yếu toàn lấy mỡ, lấy mỡ người ta ăn đấy. Mùng 5 thứ 6 á. Mở cả nhà. Nhớ tối phải đem tôm nha. Đặc biệt luôn mà xong lúc nóng ấy, lúc nóng ấy vớt ra nhà giòn mỡ khổ, nó mới đật giòn mỡ khổ hết. Tại ta hiện nó bảo ra nửa tháng đấy. Nhưng mà mấy nữa bắt con lợn này rừng. Nhưng mà con nó nắm mỡ quá anh ạ. Ừ rồi thế để cho anh. Nhưng phải ngon. Nó yên chí không? Đang gì? Thế bạn nó lại nghiêng cổ cái mỡ của anh chơi lẫn cả về ấy trong rán lên ăn đá đấy nó ngon. Ừ. Ô các bố nhớ mạnh vào, ăn mạnh đi rồi nạp xưởng à. Món nào cũng ngon. Vì thế không lại không rán cái này nữa nhỉ. Cái này phải có lá sung nó xiết như bác Phở mà nó đáng tinh năng nhất. Ăn kèm. Nhà làm đấy à. Nhà người của bác Phở bác làm đó. Ai mình cho nhiều uống bia. Phải uống bia thôi rồi. Cái này chính ra làm cho chơi uống bia nữa. Hôm nay không phải à? Hôm nay không vừa và chiến đèo vừa và chiến về luôn. Không khai vị bia ngon bia nào. Đúng rồi, mà lo rồi. Rồi hết rồi. Ngon rồi. Rồi. Chắc bảo tiêu rồi, hôm nay tiêu cho chú Hùng quá, tí này phải ăn phố phần xuất thật của chú Hùng. Ôi. Như ngọn đồng uống. Như ngọn đồng uống này. Xúc vào phát này có cả ớt. Xúc vào phát. Oàm. Oàm. Rau quả. Nó ăn như rau muống này. Ừ. Đấy, xìa hút luôn, ta pha nhẹ 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 mà. Dìm thả ba ba. Thả cho ba bốn miếng này vào xong va. À, xong là trộn hổ lố nước vào đấy, miếng nọ miếng nghiêng cuống là xúc nước vào, xúc nước chấm này pha vừa vặn mà để hút rồi đấy, như kiểu đấy. Ăn uống kiểu đấy chưa, chứ là ra chỗ khác bình thường ai ăn cái kiểu này có chết tiền. Đúng cho anh ủi rồi chú quế anh như này, có cái rượu ngon quế anh hỏng hết cái rượu làm ăn thế. Ngọt như giọt ra muống kìa. Thế là không ăn cái gì. Chọn cái rong muống. Chọn cái ngắn góc. Cái đầu không báo cái thái dài dày. Tao mà đi cái thái dài đang mắng nó là thái một ngô rồi. Nó dày. Nó dày nó to. Con này chắc con này nó làm chưa đúng không? Con này chắc chưa đúng không? Có rồi. Bây giờ cỏ ra nó dễ sống. Ngày bây giờ nên là cỏ dịch lên đây. Cỏ nó là việc ngay ông bông phải trốn ngay. Kệ anh đây. Bốc được bố. Lớp 2 mua 2 có nhỉ. Con này không có. Không có nên có cháu 2 năm nay gặp chú. Nhớ nhớ đi. Cỏ nó cứ được chưa?
Nó như là bọn này luôn cá to thế. Ăn mạnh lên. Ăn cái tỏ tướng. Ăn mạnh đúng không? Cứ hai ba miếng không? Sao cái này không xiên được như cái nòng non không chứ? Đúng rồi. Nó dày này. Nó khít này. Được cái bộ nằm ngon với anh với chú xiên nhỉ. Đã nó có mồi ngon, không ai ăn, may quá còn hôm nữa còn vớt được hùng. Tỉnh mãi hùng. Xiên đúng kìa. Về đúng lúc. Xếp rồi rồi. Vớt ba người như xong rồi. Cái lúc giờ đi làm thì có vớt được đâu. Giờ đi công tác rồi. Giờ năng cho ông. Mấy là nó sung. Cùng đoạn này mà cứ tháo bát nước chấm nó ngập bổm rồi đúng không nhỉ. Đấy. Lại, nó ngập bổm trong tay. Ăn kiểu đấy là thằng luôn ăn. Phát mình ăn ngon. Nước chấm này cho cái máu răng cưa với răng mùi này mà ăn được. Nó thơm. Nó thơm. Bát nước chấm này. Nói có từ chàng này bảo mình đã nức nở rồi. Chú bảo thôi không tắm. Quyết định không tắm. Tao đấy còn. Tao thì chào. Sao đây công việc? Gọi cho em lúc ấy là 16 giờ 3 phút. Có chân này nữa rồi. Không có quan trọng nữa. Cần 3 đẳng cũng được. Vui rồi. Không thì chờ em tắm. Ừ nên xuống tắm. Nửa tiếng là tiếng các bạn rồi. Nó cho mình xem hình. Biết ngay mà mình ạ. Nghe phút vào ngay. Đang nổ một đám trái à? Nó đúng ra nó nghe thì xong xong đâu rồi chả làm ra bị trước là chờ chú bạn. Vừa đi làm về. Mới là 4 giờ em vừa đi làm về quét. Đấy em. Chú vào vừa vào trước anh một tí à? Vớ. Ngoài chỉ chơi tầm 2-15 hàng. Cái đi làm về. Cháu ai nhà? Vừa cháu 3:30 cháu vừa đây rồi. Bỏ chú biển rồi để ra cho. Nó giáo thì rửa cho chị anh để cho giáo thì mình chơi đế xin. Sáng lên nhà Tân làm bát phở vòng đấy kiếm hạt từ châu để liên hệ đến tận nhà Tân ăn phở ra ngay cái chỗ đầu đường mới này. Chú biển gọi cháu vào gần đối cho cái sang đây thấy chú biển gọi gọi cháu vào có đường mới này có đường có một trang phải trang hay nòng non nó to đấy. Mà cha mới rồi đấy thì phải để cháu sắp xem lệch rồi nòng non, chiều rồi có bạn nòng non nó thật ra như này á đều này hơi cực khó luôn cái mà mắt được mỗi bộ nào này đừng nằm nằm rồi được mỗi ta được 30 phân thì mỗi mà nó to này còn kém nhắm đi Hùng ơi à anh ơi vâng ăn mạnh lên nhắm dây chủ mẹ nhắm dây chủ phải uống hai chén rồi nhỉ sắp đùi chúc tôi một chén thôi. Nhưng đi làm về ăn nó sướng nhỉ? À, rất là ngọt, cháu ăn nó ngọt. Cái gì bố ba hôm các bố ăn ba hôm hôm thứ tư là khơi hai cái đầu. Sợ luôn nhỉ? Cái đàn đấy nha, đàn đấy có 9 con. À nó ngọt à? Là ba. Những cái lô ấy nó bắt này. Một cái lô nó có 9 con bà bảo đấy. Thằng này nó chỉ lấy 9 con ấy thôi. Nó được cái đàn của nó. 9 con, cả 9 con đều như nhau. Nó đều như nhau thế là còn bọn ở dưới thị xác lý là lấy 3 con. Rồi là bà này là 4 con. Đấy là đi 7 con còn 2 con nữa con em dâu nó lấy để ăn ở nhà. Thế còn bữa thứ tư nữa không được cái ta không kiếm được người. Nhưng ai ra bà vứt rổ phát thằng ấy thì mẹ Phi nó lấy luôn rồi. Không còn rồi sao có thôi không có đâu không biết đâu đây không có người. Đến bữa thứ ba cái điểm điện là nó nắc đầu luôn. Ăn luôn. Niệt sơ gì đấy. Nói đừng có đấy mới là nằm mổ ra thì mẹ lóng hổ lóng con cõng tay về và luộc sẵn rồi về mình lại ngược lại ăn. Đúng đặc cấp. Nhưng mà không kiếm được người ăn chán. Bây giờ ta bảo cơ hội nó có ngày xưa rồi. Cái đấy nhiều lúc nó đột xuất, khó. Đấy, phải bảo sáng không được bỏ làm. Đúng rồi. Đấy. Nó khó. Nhưng còn là công việc anh quay video thì nói chung là nó có mồi ngon, nhiều khi ta có mồi ngon ta phát theo, ta không lấy. Còn không thì bạn không có. Không có người để mà quay. Vậy cơ, bây giờ cái này đặt cơ vào trong. Bây giờ có cháu, mình đang thái, cháu ăn vẫn thôi. Luôn đúng. Đốt. Luôn. Luôn ấy miếng này là cháu thái cho phần chú đấy ấy luôn đi chú thế đẳng cấp đấy tuyệt vời một trời đập bánh đồ sắp đôi vào sắp đôi sắp ba ăn cái này đặt bé cái mỏ mấy kỳ được bộ ngon thế này mà. Còn thì ra quán mà ăn cái kiểu này thôi nhìn nhau ăn đấy mình chết kiếm bộ này ăn cả bộ này ra quán thì nó mình mua về nó mua 7 lít không nó vô giá lắm rồi trên sân mạng hôm nay nó bằng nóng này luôn không là đưa ấy to rỗng rồi nhở mà nó mỏng rồi lại rượu ngon rượu ngon mồi đẹp
quay vô này nhắm cái em cái cháu à. Ai mày ai à ướt cay ướt cay ngay miếng ướt em ấy nhắm lấy xèo xúc đi hai ba miếng ngon như vậy chả này ăn nó không bị dân gian nhỉ. Tao thằng răng thưa tao rằng răng răng thưa nhưng mà nó có thấy sắc răng đâu. Lên tổ trưởng rồi lên dần dần lên quản lý dần dần lên được cái sức quản lý là tốt quản lý oai nó bả mồm ăn ăn nhiều xong họ dương lên cầm là mày họ dương lên cầm nó nhọc. Thằng Hải nó bảo rồi bây giờ nếu có dương dân cầm nó có cò nó bổ mất. Ủa bây giờ mày bây giờ mày bây giờ mày nó bổ mất. Thế nào? Nó tưởng cho ăn. Thế thì sao nó bỏ nó mồm luôn. Đấy cả nhà hôm nay là mình lại chia sẻ là hôm nay là vớ được cái chàng ngon thế này gọi anh em con cháu đến lại làm lai dai với lại đĩa lạp xưởng của bác Phẩn bác cho thế là chiên lên lại video là cứ làm về ăn nhậu mà gặp anh em ngồi là rất vui. Cái video nó cũng dài nha, có thể lượng xem mỗi lần cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ cho Biển nha, chia sẻ mọi người cùng biết. Hẹn cả nhà nếu sau có nhỉ, các em các cháu ạ. Chào biết nha, chào nha. Tuyệt vời luôn, có nhìn đầu năm đã được một phát đầu tiên rồi. Thế là đó, còn mãi được, có ăn được hay không.